quay trở lại ứng dụng van một chiều. Và đây chúng ta có sử dụng hai cái pha ở trên cái đặc tính volt-ampe của diode là cái pha 1 và cái pha 4. Đúng không? Thì pha 1 đó là ta sẽ chặn hoàn toàn, không cho cái dòng điện đi qua diode, và pha 4 này ta cho đi qua. Vậy thì có hai vấn đề. Thứ nhất là cái dòng điện đi qua cái điện trở R này là bằng bao nhiêu trong trường hợp mà cái pha thuận á, pha này này, pha 4 á, thì ta biết là gì? Y sẽ bằng V in trừ đi 0,7 chia cho điện trở R. Tại sao trừ 0,7? Là bởi vì trong trường hợp pha thuận á, thì cái điện áp ở trên cái đầu diode này, hai đầu diode này, nó chính là điện áp VK này, và nó có giá trị khoảng 0,7. Cho nên ta lấy V-in trừ đi 0,7 thì sẽ thành ra cái điện áp còn lại của cái điện trở R. Thì lấy cái điện áp ở trên điện trở R chia cái giá trị của nó thì ta sẽ được dòng điện đi qua nó. Thì dòng điện đi qua điện trở R cũng chính là dòng điện đi qua diode D1. Đúng chưa? Tại vì đây cái mạch nối tiếp mà. Cho nên là đây chính là cái dòng thuận trong cái trường hợp mà ta phân cực thuận. Đấy, chính là cái dòng ở cái pha 4 này này. Cái dòng thuận này ở trong tài liệu thì nó sẽ ghi là một cái dòng IF, tức là dòng thuận cực đại. Yeah, cực đại. Thì yêu cầu chúng ta là cái dòng thuận trong hoạt động thì nó phải nhỏ hơn cái dòng thuận cực đại này. Cho nên nếu như cái dòng thuận của chúng ta mà nó lợn, cái dòng thuận chúng ta tịnh ở đây này, theo công thức này này, mà nó lợn, thì cái dòng thuận IF cực đại mà trong tài liệu nó ghi á, nó cũng phải lợn theo. Đó. Cho nên ta phải lựa chọn những cái con diode nào mà có cái dòng thuận cực đại á, phải lợn hơn cái dòng thuận mà chúng ta sử dụng. Đó. Và cái này chúng ta phải tính. Trong trường hợp nào, ví dụ như VI là lợn, VI lợn thì nó sẽ làm cho I này lợn theo. Yeah. Và kẹo theo thì mình phải điều lựa chọn điều D1 sao cho IF nó lớn hơn cái I. Hoặc trường hợp thứ hai là cái tải ta là cái tải R1 này nó nhỏ. Nó nhỏ thì cũng làm cho cái giá trị I này nó lớn lên. Đó. Vậy vậy ta buộc phải lựa chọn những cái điều nào có cái dòng IF này nó lớn hơn cái giá trị I ta tính được. Và điều gì xảy ra nếu như cái giá trị VIN này này nó lớn hơn cái giá trị VTD này, là cái V thác đổ đấy. Yeah. Thì khi mà nó lớn hơn như vậy á thì nó sẽ xảy ra cái pha gì ạ? Cái pha 2. Và ở cái pha 2 này thì nó sẽ xuất hiện một cái dòng gì? Dòng ngược. Và như vậy thì nó sẽ đi mà có dòng, tức là nó đi qua được cái diode này, đúng không? Đấy. Và để mà không có tồn tại cái dòng ngược á, tức là không có xuất hiện cái pha 2 này á, thì ta yêu cầu người ta là cái V thác đổ này nó phải lớn hơn cái V in. Tức là nó chỉ xảy ra ở cái giai đoạn pha 1 thôi, chứ không có xuất hiện pha 2. Mà muộn như vậy á, thì khi mà V in lớn lên thì ta phải lựa chọn cái V thác đổ ở VTD này nó phải lớn hơn cái V in chúng ta cần. Ví dụ chúng ta ứng dụng chúng ta là cái V in chúng ta là khoảng 1000V thì V thác đổ phải trên 1000V. Yeah. Đây là hai cái điều kiện chúng ta cần phải quan tâm khi chúng ta lựa chọn diode để phù hợp với các ứng dụng theo cái nghĩa là van một chiều hoặc các cái mạch chỉnh lưu. Đấy. Chúng ta sẽ phải để ý hai cái tham số, một là I cực đại, I thuận cực đại, hai là cái điện áp thác đổ nó phải lớn hơn cái điện áp, cái biên độ điện áp của tín hiệu. Đấy, tín hiệu. Đấy. Và cái I thuận thì nó lớn hơn cái dòng I ở trong cái mạch hoạt động mà nó đi qua điều. Sang cái phần mô phỏng lại hai cái đặc tính. Đã sử dụng hai cái con diode. Diode D1 đó là có cái điện áp VTD nó khoảng là VTD nó khoảng 50V. Dòng I thuận đó, là khoảng 10A. Cái điện diode thứ hai là D2 thì có cái dòng
Điện áp VTD thạc đổ là khoảng 100V và cái dòng thuận y áp 10A. Thì ta sẽ kiểm tra cái điều kiện y thì nhỏ hơn y áp và Vin thì nhỏ hơn VTD. Và xem thử trong cái trường hợp mà cái điều kiện này nó không được thỏa mãn thì cái điều gì nó sẽ xảy ra. Thì cái VTD là cái V thạc đổ theo cái sơ đồ này. Ta sẽ bỏ hai cái con này đi. Ta lấy lại hai cái con mới xem thử các đặc tính về thạc đổ cũng như cái dòng thuận của nó. Đây. Con đầu tiên là 50V 10A. Cái điện con thứ hai là 100V 10A. Cái tín hiệu á thì ở đây là cái nguồn tín hiệu đầu vào. Ta sẽ đưa vào cái kênh A để ta theo dõi. Đầu ra của cái D1 á ta đưa vào kênh B. Và của D2 thì ta đưa vào kênh C. Bây giờ xem cái biên độ là 10V, tần số khoảng 500 Hz đi. Ta chạy ra xem thử cái tín hiệu thu được. Đây là cái tín hiệu thu được của chúng ta. Đấy, ta để khoảng 5V một thang đo. Đưa hết về 5 đi. Như vậy thì với cái biên độ đầu vào với in á, là 10V. Thì ta thấy là cả hai cái D1, D2 đều hoạt động bình thường. Đúng không? Không có cái hiện tượng gì bất thường xảy ra hết. Bởi vì cả hai cái giá trị VTD của nó đều lớn hơn cái giá trị Vin. Đúng không? Tức là đều thỏa mãn cái điều kiện Vin mà. Nhỏ hơn VTD. Bây giờ ta tăng lên. Nó không phải là biên độ 10V nữa. Mà lên thành 40V đi. Ta điều chỉnh cái thang đo một chút. Thang đo nó về khoảng 10V một vạch. Như vậy thì cũng không có cái điều gì bất thường xảy ra. Bởi vì nó đều thỏa mãn cái Vin bẻ hơn VTD. Bây giờ ta tăng lên khoảng 50 đi. Vẫn bình thường đúng không? Vẫn bình thường. Tại vì thực ra đây chỉ là có chữ bằng này, bẻ hoặc bằng. Bẻ hoặc bằng. Như vậy nó trong trường hợp này là Vin nó sẽ bằng cái gì nhỉ? Vin nó sẽ bằng VTD1 này. 50V mà. Nhưng mà nhỏ hơn VTD2. Thì đều bình thường, không có gì xảy ra. Ta cho lên khoảng 60V. Như vậy trong trường hợp này thì 60V và in á, nó sẽ lớn hơn cái VTD1. Nhưng mà nhỏ hơn VTD2. Như vậy đối với trường hợp như vậy á, thì cái dòng ra của cái D1 này nó đã xuất hiện một cái vạch ở đây, ở cái phần cái nửa ngược á. Như vậy cái phần này nó nằm để thể hiện cho cái gì? Cái dòng thuận thì nó đi theo cái pha bổn thông nói rồi. Những cái dòng ngược thì nó đoạn đầu á thì nó đi theo cái pha 1. Nhưng khi mà cái đến cái giai đoạn mà cái điện áp nó trên 50 á thì nó đi theo cái pha 2 này. Và vậy á, nó có một cái dòng đi qua theo cái chiều ngược. Và trong cái phần nửa kia ta thấy có một cái xuất hiện một cái sung nhỏ đây. Đây. Trên cái đường. Trong khi đó thì cái D2 á là nó không có. Bởi vì D2 nó là 100V.
trong khi điện áp vào mới có 60 thì nó vẫn nhỏ hơn. Đó, cho nên là cái nửa kia nó chặn hoàn toàn. Đúng không? Đấy. Đấy. Bởi vì nó đang ở trong cái giai đoạn pha 1 mà. Còn cái D1 thì có một cái phần đầu này. Là nó ở cái pha 1 này. Cái phần sau này nó ở pha 1 này, nhưng cái phần ở giữa, cái đỉnh này. Cái đỉnh này thì nó lớn hơn 50. Đúng không? Cho nên là nó đi qua được. Nó đi qua được và nó rơi vào cái pha 2 này. Và nó đi qua được cái điều này. Đúng không? Trong cái chiều ngược. Cái chiều ngược mình nó là chặn hoàn toàn, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này thì nó lại không chặn hoàn toàn được. Đúng không? Đó. Cái chức năng mà chặn cái chiều một chiều là nó bị mất. Mất ở đây. Nhưng trong trường hợp này để coi như cái D1 ta dùng là nó không có đúng rồi. Không đúng chức năng là chặn cái chiều ngược nữa. Bởi vì hiện tại thực tế ta xem cái tín hiệu ta thấy nó không có chặn được hoàn toàn. Có một cái phần đi qua được. Đấy. Người ta so sánh với cái tín hiệu đầu thấy đúng không? Ở cái chiều ngược nó không chặn hoàn toàn được, bởi vì nó rơi vào cái pha 2 này. Bây giờ ta sẽ tăng nó lên khoảng 90V đi. Thì cái lượng mà đi qua của nó điều chỉnh cái biên độ một chút cho nó dễ nhìn. Đấy. Cái phần mà đi qua, ta nghe đấy, cái phần đi qua của nó là nó rất là nhiều. Đấy. Bởi vì bắt đầu cái khoảng trên 50 đến 90 là đến 40V lận, 4V nó vượt qua cái giá trị VTD của cái D1. Cho nên là cái phần mà nó đi qua được cái điệu D1 trong cái chiều ngược á, nó rất là nhiều. Là nhiều. Đấy. Và coi như trong trường hợp này thì D1 không có chức năng chặn nữa. Chặn ở cái chiều ngược nữa. Nó chỉ đấy. Mà hầu như nó cho đi qua cả hai chiều vậy. Đấy. Còn cái D2 thì vẫn hoạt động bình thường đúng không? Tại vì 90 thì vẫn nhỏ hơn 100. Bây giờ ta lên 100 đi. 100 thì cũng như vậy đúng không? Cũng rộng hiện tượng 90, không có gì thay đổi. Đấy. Cái D1 thì nó đi qua hết, gần như là hết rồi. Còn D2 thì cũng chưa qua. Đấy. Nhưng bây giờ ta cho lên khoảng 120 đi. 120 thì cả hai cái đều đi qua hết. Tại vì nó là lớn hơn cả hai cái VTD mà, cho nên nó sẽ đi qua hết. Đấy. Nhưng mà D1 thì đi qua nhiều hơn, D2 đi qua ít hơn. Là do cái VTD nó khác nhau mà. Vậy ta đã kiểm tra được cái hiện tượng là gì. Khi mà VI nó lớn hơn cái VTD thì cái điều gì xảy ra trong những trường hợp, những cái mảnh như thế này. Bây giờ ta sẽ kiểm tra cái trường hợp dòng điện. Mà muốn biết dòng điện ta sẽ lắp vào đây một cái bộ đo dòng. Trong trường hợp D1 đi. Để ta xem trong trường hợp mà cái dòng nó lớn hơn cái dòng thuận cực đại, ở đây là 10A, đúng không? Thì điều gì xảy ra? Mà muốn đo dòng này là dòng DC mà, thì ta phải lắp thêm con tụ nữa để cho cái tín hiệu của ta nó trở thành tín hiệu một chiều. Đúng không? Giá tụ này nó phải khá lớn một chút. 470.000 microfarad. Đấy.
dòng chúng ta là khoảng nhỏ 0,2 gì đấy, cho để chờ nó nhỏ xuống đi. Ta được khoảng 5 ampe, 5 ampe. Bây giờ ta cho nó nhỏ nữa đi, 1 ôm đi, thì nó sẽ khoảng được 22 ampe. Đấy, thế đồng hồ nó hiển thị 22 ampe. 22 ampe thì nó sẽ lớn hơn cái 10 ampe này, nhưng mà ở trên này chẳng có cái con nào chạy cả, đúng không? Iot D1 nó vẫn bình thường, bởi vì đây là phần mềm mô phỏng, thế còn thực tế thì nó sẽ chạy.